chặt tinh thần đoàn kết tại các giáo xứ, xóm đạo luôn được xác định là tiền đề quan trọng để nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi giáo dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Với mục tiêu đó, thời gian qua, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở phối hợp cùng với ban điều hành khu dân cư đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả để tạo sự gắn kết trong bà con giáo dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại giáo xứ Chính Trạch, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là căn nhà mới khang trang của giáo dân Phạm Quốc Hùng tại giáo xứ Chính Trạch, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, vừa được hoàn thành trong năm 2022. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và sự tài trợ của các đơn vị với số tiền 60 triệu đồng, ông đã sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Bản thân bị bệnh nặng, mất sức lao động, ở cùng với người mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi. Có được mái nhà kiên cố để trú mưa trú nắng chính là món quà hỗ trợ thiết thực để giáo dân Phạm Quốc Hùng yên tâm ổn định cuộc sống. Tôi đau lâu rồi, 10 năm trời nữa nhà không làm gì ra tiền hết. Chính quyền địa phương họ đã quan tâm, xóm đào 100% luôn đó. Có mấy nhà thôi nhưng mà 100% đào hết. Năm mới dẫn sinh, chính quyền địa phương vô chúc dẫn sinh cho giáo dân, gọi là cho linh mục. Không chỉ chăm lo đời sống cho các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, đội ngũ cán bộ mặt trận cũng giữ mối liên hệ chặt chẽ với hội đồng mục vụ giáo xứ để nắm bắt tình hình cơ sở, đồng thời trao đổi thảo luận các khó khăn vướng mắc tại khu dân cư và đề xuất cấp trên có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Cũng từ đó, các thành viên của hội đồng mục vụ giáo xứ ý thức được vai trò của bản thân trong việc vận động tuyên truyền bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Thì vừa rồi là chúng tôi cũng có đi họp về cái vấn đề là rác thải môi trường vệ sinh. Thì trong đó là có mấy cái ba cái. Thì một số là coi như là khi chúng tôi vận động bà con cũng được vứt rác thải ra ngoài đường. Tức là nhà nào có rác thì mình phân loại ra, mình để ví như là ni lông là mình còn xài được thì mình để riêng. Tại khu dân cư này, 80% hộ gia đình là người có đạo. Chính vì vậy, để giáo xứ Chính Trạch có được sự đoàn kết thống nhất như hiện nay là cả một quá trình với sự nỗ lực của chi bộ khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố và các ban công tác mặt trận. Trong khu giáo dân thì làm sao để cho người giáo dân cảm nhận được cái sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với là người dân ở đây. Bên cạnh đó, muốn xây dựng là cái khối đời đoàn kết thì trước tiên là phải xây dựng từ là mặt trận các tổ dân phố. Thì hiện nay những người làm công tác địa phương ở đây ở khu dân cư đây thì gần như là 80% là những anh chị em là người có đạo mà nhiệt tình và cũng tham gia trong cái hội đồng, trong các nhóm của đạo công giáo đây. Như vậy cái tiếng nói của người dân, của những người mà làm công tác tổ dân phố đấy, người dân có đạo thì nó sẽ có cái tiếng nói nó mạnh hơn và cái vận động người dân để thực hiện cái nghĩa vụ đối với là nhà nước, nghĩa vụ của công dân thì nó rất là tốt. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, trong không khí hân hoan náo nức, bà con giáo dân tại giáo xứ Chính Trạch tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, không phân biệt lương giáo, tất cả đều đồng lòng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giáo xứ nói riêng và phường Tam Thuận nói chung ngày càng văn minh, hiện đại.